Xin chào tất cả mọi người nhé. Đây cửa hàng bên em lấy đồ món bán phụ tùng, soạn được phụ tùng cho anh em tham khảo này. Thì xe nào có nhu cầu mua phụ tùng thay thế, linh kiện, đồ về chai thì liên hệ qua số điện thoại 0932871994 hàng nhé. Đây bên em sáng rồi cũng soạn một ít, cũng bán một ít rồi, cũng không còn nhiều. Thì có những cái đồ hiện tại thì em sẽ lên gom em quay một lượt luôn. Rồi, thì đây bên em có một cái bộ xác của G3K này. Tình trạng là còn nòng, còn bô và còn lốc máy rên nhé. Rên này còn xài ok, rên xài ok. Lửa này là lửa thay mới rồi. Nòng này hơi lột, ráp bê tông vào là chạy thoải mái nhé. Chọn bộ như này, 200.000 nhé, bán xác cả bình xăng lớn nó đầy đủ luôn, 200. Đây là cái cục máy G3K này. Rồi tiếp theo đến cái lốc máy của Estin nhé. Lốc máy Estin 021, 025 á, 21, 23, 25 ấy. Thì cái lốc này có một cái lỗi nhỏ là bị cạ cái que nhớt vào vào đây. Người ta đã đổ keo rồi này. Nói chung đang chạy ok luôn. Đây cái đáp vào là chạy không có nát bể gì khác nhé. Rồi thì, lốc này 100.000 đấy, bán về chai cho mọi người thôi. Rồi đây là một cái bơm lớn này, bơm tum lớn nhé. Bơm tum lớn này đang hoạt động tốt nhưng mà để lâu á là nó oxy hóa. Đó, về mọi người thay này giờ được nhé. Rồi bơm này 300 nhé, bơm tung lớn 300. Rồi cái G3K còn cái áo nữa này, đấy, cái áo gió này đầy đủ hết này. Rồi còn máy TU26 này, đầu máy mới Trung Quốc này. Đó. Máy này thì bao đẹp nhé, lửa ám ok, hơi ám ok hết nhé. Con này ráp chế và là nổ rồi. Đó, cái cục này thì 2 xị nhé, 200 nhé. 200. Rồi tiếp theo này, đây có 22 cái bình xăng này. 22 cái bình xăng rã máy thì trong đó là có 2, 4, 6 cái máy bình xăng này của Echo và của Mitsu, của Kawasaki hàng Nhật nhé. Là ngon lành nhé. Còn cái này của 6.5, 5.5, 6.5 này. Cái này là bình ba thớt mới mà đã qua sử dụng này. Đó, tổng cộng 25 cái, 22 cái. Em tính chẵn 200.000 nhé, 200.000 22 cái. Rồi tiếp theo có cái cục máy nhé. Cục máy TD33 này, con này lấy nòng gen ok hết luôn. Con này chỉ thiếu bề ngoài thôi chứ dương bộ ruột nó bao đẹp, nó bao VIP luôn này. Rồi cục máy TD này bên em bán mọi người 200 luôn này. Rồi cục Isetrin này, Isetrin của Estin 17, 18, 23, 25 thứ zin rã máy này, cục này 200. Ba cái gen AEB thì trong đó có một cây gãy, một cái gãy này, cái này thì hoạt động tốt mà cái bị gãy tay, còn hai con này thì không gãy mà hoạt động ngon lành luôn. Tổng cộng ba cái này là tính cho mọi người là 400 nhé. Anh em thợ những cái giá em báo đây là hầu như báo bán cho anh em thợ không đấy, nên là khách lẻ có thích mua thì cần thì cứ mua giá khoảng suy nghĩ rồi. Đó, rồi đây có cái bô của Sinway 360 380 này, bô này 100.000 này, nhiều đồ á. Rồi đây cục IC bô pin lửa của TD33 luôn này, của cái máy đó. Cái này là phải kèm thêm một cái IC nữa mọi người mới nổ mới có lửa nhá. Này là cục mô bin, còn thêm một cục IC dép IC nữa cơ. Cái cục như thế này em bán như thế này là 100.000 nhé. 100.000. Rồi cục lửa 5 ngựa rưỡi, 6 ngựa rưỡi này, cục này là bao hoạt động nhá, bao chạy nhá, 50.000 nhé, 50.000. Đầy đủ phụ tùng nhiều lắm. Này mai em sẽ soạn em đường giá em bán cho mọi người. Linh kiện rất là nhiều luôn. Đấy, bộ áo này, hai bộ áo 381 này, hai bộ này nhé, hai bộ này bán cho mọi người 200 nhé, đủ loại luôn. Khách hàng nào có nhu cầu mua thì liên hệ qua số điện thoại 0932871994 hàng nhé.